Kiều Anh xin kính chào quý vị và các bạn Thưa quý vị, trái cây là một trong những loại thực phẩm cung cấp rất nhiều vitamin cho chúng ta Đây cũng là loại thực phẩm mà được rất nhiều người yêu thích Tuy nhiên thì không phải vì như thế mà chúng ta có thể lạm dụng điều này mà thường xuyên ăn quá nhiều trái cây Trên thực tế thì cũng có một số loại trái cây không nên ăn quá nhiều Bởi khi các bạn lạm dụng quá nhiều những loại trái cây này thì sẽ có những tác dụng phụ nhất định đối với cơ thể Và dưới đây thì sẽ là năm loại trái cây bạn không nên ăn quá nhiều những loại trái cây ăn càng nhiều càng gây hại cho sức khỏe một hồng nếu ăn nhiều hồng sẽ tăng thành phần lắng dễ thành hạt to khó thoát ra ngoài có khả năng kết thành tảng to làm tắc nghẽn tiêu hóa nhất là không nên ăn hồng lúc đói vì khi đó vị toàn sẽ nhiều càng dễ bị kết tảng nếu ăn sau bữa ăn do các vị toàn đã bị thức ăn dùng hết nên ít kết hợp với chất keo của hồng nên không bị kết tảng. 2. Chuối tiêu Trong chuối có nhiều hàm lượng magie. Nếu ăn nhiều vào lúc đói, hàm lượng magie trong huyết tương sẽ tăng lên đột ngột, làm mất cân đối giữa tỷ lệ magie và calcium, gây ra hiện tượng ức chế trong mạch máu, sẽ không có lợi cho sức khỏe. 3. Nhãn Nhãn là loại trái cây thơm ngon được nhiều người yêu thích. Tuy nhiên, do cơ thể phụ nữ mang thai thường nóng bên trong và dễ bị táo bón, nên việc ăn nhiều nhãn sẽ gây nóng trong người, đồng thời khiến cho sự phát triển bình thường của thai nhi bị rối loạn, có thể dẫn đến chảy máu, đau bụng. 4. Quýt Căn cứ vào nghiên cứu của các chuyên gia, một ngày không nên ăn quá 3 quả quýt, vì nhu cầu vitamin C cần cho mỗi người trong ngày, chỉ cần 3 quả quýt là đủ. Nếu ăn nhiều có hại cho vòm miệng và răng, đặc biệt là không nên ăn quýt khi bụng đói, vì chất toan của nước quýt sẽ kích thích rất mạnh với màng dạ dày, ảnh hưởng cho sự hấp thụ tiêu hóa bình thường của dạ dày. Mận Mận chứa nhiều caroten, khi vào cơ thể sẽ chuyển hóa thành vitamin A rất tốt cho mắt. Hạt mận cũng chứa nhiều chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể như protein, chất béo, phốt pho, sắt, kali có tác dụng giải độc. Tuy nhiên, lạm dụng loại quả này, ăn quá nhiều cũng làm nóng trong người. Vì quả mận có tính nóng, Phụ nữ mang thai ăn nhiều sẽ khiến cơ thể bị nóng trong, có thể gây phát ban, mụn nhọt, không tốt cho sức khỏe của cả mẹ và bé. Vâng, vừa rồi là các loại trái cây mà chúng ta không nên ăn quá nhiều. Tất nhiên là những loại trái cây này thì luôn cung cấp những dưỡng chất cần thiết cho cơ thể. Tuy nhiên nó chỉ đúng khi bạn kết hợp đúng với nhau. Ngoài ra thì cũng có một số loại rau củ quả mà bạn tuyệt đối không nên kết hợp chúng với nhau bởi có thể làm mất đi dưỡng chất cần thiết vốn có trong những loại rau củ quả này. Những loại rau củ không nên kết hợp với nhau. 1. Quả hồng và khoai lang Tinh bột trong khoai lang kích thích dạ dày tiết ra axit, tác dụng với chất chát tanin và pectin trong quả hồng sẽ tạo thành những viên sỏi trong dạ dày. Lâu ngày, sỏi có thể gây viêm loét dạ dày và xuất huyết. 2. Hoa quả chua và sữa bò Sữa bò nhiều protein, trong đó chất casein chiếm tới 80%. Sữa bò pha lẫn hoặc uống cùng nước trái cây chua làm cho chất casein kết dính, lắng động lại, gây rối loạn tiêu hóa. Nước hoa quả chua cũng có tính axit làm biến đổi tính chất của sữa bò gây khó tiêu. 3. Dứa và sữa Trong dứa có chứa bromelain, một loại enzyme tiêu hóa phân giải protein trong sữa. Kết hợp hai loại này với nhau có thể làm bạn buồn nôn, đau bụng, tiêu chảy và nhức đầu đặc biệt là không nên cho trẻ nhỏ ăn chung. 4. Củ cải trắng cùng các loại lê, táo, nho. Xê tôn đồng có trong lê, táo, nho phản ứng với axit cyanogen lưu huỳnh trong củ cải, khiến người ăn bị suy tuyến giáp trạng và bướu cổ. 5. Đu đủ và chanh. Khi hai loại quả này kết hợp sẽ tạo ra độc tố ảnh hưởng tới các hemoglobin trong máu. Ăn chung lâu ngày sẽ làm tăng nguy cơ thiếu máu ở trẻ nhỏ. 6. Dưa chuột với cà chua. Cà chua giàu vitamin C, trong khi dưa chuột lại chứa một loại men phân giải vitamin C, khi kết hợp sẽ làm giảm khả năng hấp thụ vitamin C của cơ thể. Với những thông tin mà chúng tôi vừa đưa ra trên đây, thì hy vọng rằng quý vị có thể sử dụng rau củ quả một cách đúng nhất để có thể tận dụng được mọi dưỡng chất của nó. Kiều Anh xin chào và hẹn gặp lại.